Vâng, thì cảm ơn cô chú vừa xem nghe xong cái đoạn mà cái cuộc đi thăm của cha bé Thảo, vừa ghé nhà thăm bé Thảo, thì vừa nghe xong cái phản ứng của bà cố, gọi là bà cốc của bé Thảo á, đó, nói với cha của bé Thảo khi mà sự việc xảy ra. Thì hôm nay chính bà ngoại, bà ngoại gọi là bà cốc của bé Thảo đó, đã nói lên những cái sự thật mà khi cha của bé Thảo vào thăm đây, thì mọi người cũng đã nghe rõ rồi ha. Sự việc thì thật sự á, những cái hôm trước cha bé Thảo có đi ra, nhưng bà cốc của bé Thảo cũng vừa nói, thì các cô chú anh chị cũng đã nghe. Hôm nay cha bé Thảo tình như là bất ngờ ha. Rất là bất ngờ luôn, ghé thăm bé Thảo. Mà khi đó thì mẹ cũng như là bà ngoại của bé Thảo nó không có nhà, chỉ có mình bà cốc của bé Thảo ở nhà thôi. Thì cái sự việc thì vô cùng bất ngờ luôn, không ai nghĩ mà hôm nay là cha bé Thảo lại đi ra thăm đâu. Ngay cả như mẹ của bé Thảo này hay bà ngoại của bé Thảo nữa, hôm nay thì chỉ có mình bà cốc của bé Thảo ở nhà thôi. Thì bà cốc cũng đã nói lên hết cái sự thật rồi, thì mọi người cũng đã nghe rõ cái câu chuyện ha. Tại vì chỉ nghe một chiều thì vẫn chưa có rõ được là bên nào đúng bên nào sai. Hôm nay thì gần cha của bé Thảo có đi ra tận nhà thăm bé Thảo luôn, nhưng mà sự việc vẫn chưa có được sáng tỏ như thế này cô chú à. Thứ nhất là giữa cha bé Thảo và mẹ bé Thảo chưa có gặp được với nhau và để nói rõ bên nào đúng bên nào sai, tại vì cái sự việc giữa bên nội bên ngoại vẫn còn đang rất là phức tạp ở phía bên trong nữa. Bên nội thì nói bên nội đúng, bên ngoại thì nói bên ngoại đúng. Nhưng mà hôm nay trực tiếp cha bé Thảo đi ra đây thăm Thảo á, thì nghe những lời của bà cốc của Thảo, bà cốc của bé Thảo á, thì cô chú anh chị cũng đã nghe cái đoạn đầu của video ha, thì cũng đã biết được cái sự tình tại sao mà bên nội thì nói cái sự việc khác, còn bên ngoại là sự việc khác. Hai bên nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau cô chú à. Thì ngay cả cái sự phản ứng của bà cốc á, cốc của bé Thảo á, thì mọi người cũng đã biết rồi ha. Nói lúc trước cha bé Thảo có ra đây ghé, nhưng mà chỉ ghé lại thăm bé Thảo, không có nhà gì đó, ngồi chơi một chút công chuyện gì thôi nhưng đi. Nhưng mà thật ra thì cái sự việc nó lại đi không đúng như cái những gì mà đang diễn ra ha.
thì đoạn đầu video các cô chú anh chị cũng đang nghe rõ. Thì bên đây thì miền Tây Hậu Giang cũng rất là cần cái làm cho sáng tỏ sự việc này giữa bên nội bên ngoài cho nó xong, để tập trung vào cái sự việc mà lo giúp cho bé Thảo về sau này. Tại vì bé Thảo cũng hôm nay cũng được mang bầu thì cũng hơn 6 tháng rồi ha. Thì đang giải quyết cho xong giữa bên nội bên ngoài bên nào đúng thì cái sự việc á, thì sẽ có một nhất định sẽ có một ngày là giữa cha bé Thảo và mẹ bé Thảo ngồi lại để làm cho nó rõ câu chuyện trắng đen ha, bên nào đúng bên nào sai. Thì khi đó sự việc nó ổn hết rồi thì tất cả chắc coi như là cha và mẹ bé Thảo tập trung lo cho bé Thảo về cái sự việc với ông ngoại bên kia. Thì cho nên các cô chú anh chị mình mà nếu có xem được video á thì cũng thông cảm ha. Tại vì hiện tại chưa có sắp xếp được cho mẹ bé Thảo như cha bé Thảo gặp được nhau, cho nên cái sự việc mà giữa bên nội bên ngoại nó cũng còn đang rất là không rõ ràng luôn. Tại vì bên nào bên nội thì nó bên nội đúng, còn bên ngoại thì nó bên ngoại đúng. Cho nên các cô chú anh chị mình á, nếu được xem được video bên nội hay bên ngoại thì mình cứ cũng nên để đó, không nên vội vàng kết luận bên nào đúng bên nào sai. Tại vì cái sự việc này giữa hai bên chưa có ngồi lại nói chuyện với nhau. Thì mấy anh em đây sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ha, để cho bên cha ruột của bé Thảo nè và mẹ ruột ngồi lại nói chuyện với nhau để phân tích cho nó rõ hơn cái sự việc bên nào đúng bên nào sai. Tại vì hiện tại cái vấn đề ở đây á, là giữa bên nội bên ngoại đang tranh luận với nhau bên nào đúng bên nào sai để lo cái phần mà giúp bé Thảo về sau. Nhưng thật sự cái mục tiêu cuối cùng ở đây á, là bên nội bên ngoại cũng muốn giúp lo cho bé Thảo thôi. Nhưng mà cần cái sự rõ ràng hơn các chú anh chị ạ. Tại vì bên nào nói, bên nội nói bên nội đúng, bên ngoại nói bên ngoại đúng. Thì mấy anh em sẽ cố gắng sắp xếp một cái cuộc gặp nhau giữa bên nội bên ngoại. Thì mong các cô chú anh chị mình nếu mà xem được video á, thì cố gắng chia sẻ cũng như đăng ký để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc của bé Thảo ở Trà Vinh 13 tuổi này. Thì hiện tại cái sự việc nó đang thật sự lúc đầu sự việc nó diễn ra là giữa cháu gái 13 tuổi này với ông ngoại ghẻ. Nhưng mà hiện tại cái vấn đề đang vướng mắc là giữa bên nội bên ngoại đang phân trần với nhau là bên nào đúng bên nào sai. Thì hôm nay cha bé Thảo có đi ra rồi, ra đây gặp được bé Thảo tại nhà của ngoại của bé Thảo ở đây. Nhưng mà thật sự là ngoại không có nhà, mẹ cũng không có nhà ha, chỉ có bà Cóc của Thảo ở nhà thôi. Thì ngay cả bà Cóc của Thảo cũng đã nói lên cái sự việc là cha bé Thảo lúc trước có đi ra thăm như thế nào đó. Thì mọi người đã nghe đầu video của nó rõ ha. Thì hẹn các cô chú mình trong những video tiếp theo sẽ cái sự việc giữa bên nội bên ngoại sẽ rõ ràng hơn nữa. Vâng, cảm ơn cô chú và hẹn gặp lại cô chú mình trong video tiếp theo ạ. Nhờ cô chú chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất ha.